Số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng vừa qua ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria đã tăng lên gần 17.000 người. Nhiều quốc gia trên thế giới và các tổ chức quốc tế đang điều động các đội cứu hộ cũng như gửi hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng do động đất. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có chuyến thị sát tới khu vực động đất và cho biết có khoảng 13,5 triệu người chịu ảnh hưởng. Hơn 6.400 tòa nhà tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tàn phá trong trận động đất lên tới 7,8 độ Richter xảy ra hôm 6 tháng 2. Tổng thống Erdogan cho biết chính phủ dự kiến trong vòng một năm sẽ xây dựng nhà ở cho những người bị mất nhà cửa ở 10 tỉnh chịu ảnh hưởng. Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại số nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể tăng lên hơn 20.000. Hiện công tác cứu hộ nạn nhân đang được khẩn trương tiến hành. Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn khi quy mô thiệt hại lớn và thời tiết lạnh giá đe dọa đến những người sống sót đang bị mắc kẹt. Nhiều quốc gia trên thế giới và các tổ chức quốc tế đang điều động các đội cứu hộ cũng như gửi hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu EU có kế hoạch tổ chức một hội nghị các nhà tài trợ vào tháng 3 để huy động viện trợ quốc tế giúp Syria và Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả tàn khốc của trận động đất vừa qua. Trước những hậu quả hết sức nghiêm trọng của trận động đất tới người dân các tỉnh Thổ Nhĩ Kỳ, hôm qua mùng 8 tháng 2, trên tinh thần tương thân tương ái, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Xuân Hải, phu nhân cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và gia đình đã tổ chức quyên góp tối thiểu một ngày lương cũng như các vật dụng thiết yếu, chăn, quần áo ấm cho các nạn nhân của trận động đất. Ngay sau khi xảy ra động đất, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền địa phương của 10 tỉnh thành bị ảnh hưởng để tìm hiểu về thông tin người Việt. Trong trường hợp người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ cần bất kỳ hỗ trợ nào hay biết ai cần hỗ trợ tại khu vực gặp nạn, có thể liên hệ với Đại sứ quán qua hotline 0090 545 785 8548. Hiện 12.000 nhân viên cứu hộ và 9.000 quân nhân đang tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 70 quốc gia trên thế giới đã gửi viện trợ hoặc điều đội cứu hộ tới hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra. Thời tiết giá lạnh, các tuyến đường dẫn tới những khu vực bị ảnh hưởng đã bị hư hại nặng nề. Điều này khiến không ít người dân Thổ Nhĩ Kỳ tuyệt vọng, tức giận vì chiến dịch cứu hộ chậm chạp. Mỗi phút trôi qua, Ebru Firat cho biết cơ hội tìm thấy người thân còn sống trong đống đổ nát lại càng ít đi, trong khi nỗi giận dữ với giới chức tăng lên. Khi niềm hy vọng mờ dần, cũng là lúc nỗi đau buồn và tức giận trào dâng trong lòng người dân vì phản ứng chậm chạp của chính quyền sau thảm họa động đất nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua ở Gaziantep, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi không còn nước mắt để khóc. Không đội cứu hộ nào có mặt tại hiện trường trong 12 giờ quan trọng đầu tiên sau thảm họa, buộc người thân của nạn nhân và cảnh sát địa phương phải đào bới bằng tay. Theo các nhân chứng, khi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đến, họ chỉ làm việc vài tiếng rồi nghỉ ngơi. Chúng tôi đã vô cùng tức giận và phản ứng với lực lượng cứu hộ, cảnh sát đã phải can thiệp. Rất nhiều người dân đã phải tìm chỗ dựa ấm quanh đống lửa nhóm ngoài trời, không xa những tòa nhà bị phá hủy. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã phải đóng một loại thuế gọi là thuế động đất, được áp dụng sau trận động đất lớn tàn phá diện rộng khu vực Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ và giết chết 17.400 người hơn 20 năm trước. Số tiền thuế thu được ước tính 4,6 tỷ đô la Mỹ, dùng để phòng chống thiên tai và phát triển các cơ quan cứu hộ khẩn cấp. Nhưng cách chính phủ sử dụng số tiền đó không được công khai. Khi không có đủ lực lượng cứu hộ, các tình nguyện viên cho hay họ phải tự đào bới và làm những công việc nặng nhọc để tìm kiếm nạn nhân. Ở Gaziantep, nơi những dư chấn mạnh vẫn xảy ra, cư dân đang sống trong cảnh thiếu thốn mọi thứ, hàng quán đóng cửa, không có khí để sưởi vì đường ống dẫn ga bị khóa để tránh cháy nổ, đường xá hư hỏng nặng, xăng dầu khan hiếm. Chỉ có các tiệm bánh vẫn mở cửa, cùng dòng người xếp hàng dài, nhiều người sống sót cảm thấy bị bỏ rơi vì phải tự mình chiến đấu với thời tiết lạnh giá. Một số người không kịp xỏ giày, mặc quần áo ấm khi vội lao ra khỏi nhà để tránh động đất. Chúng tôi đã trải qua những thời điểm khủng khiếp nhất. Chúng tôi chẳng còn gì ngoài những đống đổ nát. Chúng tôi đã mất đi những người thân yêu và mọi thứ. Nhiệt độ mùa đông lạnh cóng và hàng chục dư chấn từ trận động đất mạnh 7,8 độ Richter từ ngày 6 tháng 2 đã cản trở công tác cứu hộ và cứu nạn từ đống đổ nát của các tòa nhà
và khiến những người sống sót có nguy cơ bị hạ thân nhiệt khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới âm 3 độ C. Những người may mắn sống sót sau thảm họa đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Cái lạnh và sự thiếu thốn nhu yếu phẩm chỉ là khó khăn trước mắt. Nhiều người vẫn chưa biết đi đâu về đâu khi mà nhà của mình đã bị phá hủy trong thảm họa. Những đống lửa như thế này là ánh sáng duy nhất tại khu vực tập trung những người sống sót ở Malatya, Thổ Nhĩ Kỳ. Không điện, nước hay khí đốt, người dân địa phương đã tập trung lại và nhóm lửa bằng củi để sưởi ấm, sinh tồn trong thời tiết lạnh giá của mùa đông. Trong khi mòn mỏi chờ đợi tin tức về người thân của mình, chủ đề chính trong những câu chuyện quanh đống lửa vẫn là về tương lai bất định phía trước. Đã bước sang ngày thứ ba sau thảm họa động đất kinh hoàng, nhiều người sống sót không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngủ ở ngoài trời hoặc trong các lều tạm trong thời tiết lạnh giá và chống chọi với cơn đói khi nhu yếu phẩm khan hiếm sau thảm họa. Mọi thứ thật tồi tệ, bạn có thấy tình hình của chúng tôi? Chúng tôi đang cố gắng sưởi ấm bằng ngọn lửa này, chúng tôi đang cố gắng sống mà không có thức ăn hoặc nước uống. Còn tại Syria, nói về tình hình tại đây, một quan chức cấp cao của WHO đã nói rằng thảm họa động đất là một cuộc khủng hoảng đè lên nhiều cuộc khủng hoảng khác. Trước khi xảy ra động đất, ước tính hơn 4 triệu người ở Tây Bắc Syria phải sống phụ thuộc vào viện trợ xuyên biên giới, trong khi hơn 70% dân số nước này cần đến hỗ trợ nhân đạo. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đánh giá cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ mất nhiều năm trời mới có thể phục hồi từ trận động đất này. 15 triệu người ở những vùng núi cao có thể rơi vào nguy cơ lũ lụt. Nguyên nhân là do nhiệt độ gia tăng kéo theo các sông băng trên trái đất tan chảy. Đây là kết luận được các nhà khoa học New Zealand đưa ra trong nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nature. Theo nghiên cứu, các hồ băng tan này là mối nguy hiểm tự nhiên lớn cho người dân sinh sống ở hạ lưu, do lũ lụt có thể xảy ra bất ngờ khi đập tự nhiên bị vỡ. Nghiên cứu chỉ ra rằng, những người sinh sống ở vùng núi cao như châu Á và dãy Andes ở Nam Mỹ đối mặt với nguy cơ cao nhất kể từ năm 1990, số lượng và kích thước các hồ băng tan đã tăng nhanh và hiện 15 triệu người trên thế giới có nguy cơ chịu tác động từ lũ lụt từ các hồ băng tan. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden phủ nhận mối quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh bị ảnh hưởng sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu Trung Quốc bay qua không phận Bắc Mỹ. Theo giới quan sát, những bình luận này nhằm xoa dịu Trung Quốc về vụ khinh khí cầu cuối tuần qua. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình PBS, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đang thu hồi các mảnh vỡ của khinh khí cầu để phân tích, nhưng ông khẳng định rằng vụ việc không làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa hai bên. Hãy nhìn xem, ý tưởng bắn hạ khinh khí cầu đang thu thập thông tin về nước Mỹ. Liệu nó có thể khiến quan hệ xấu đi hay không? Tôi đã nói rõ với ông Tập Cận Bình rằng chúng ta sẽ cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc, nhưng không tìm kiếm xung đột. Theo giới quan sát, những bình luận của ông chủ Nhà Trắng rõ ràng nhằm xoa dịu căng thẳng về sự cố kịch tính về vụ khinh khí cầu cuối tuần qua. Trước đó, ông Biden cũng khẳng định vụ việc này không gây tổn hại lớn cho mối quan hệ với Bắc Kinh. Trong thông điệp liên bang hôm 7 tháng 2, ông Biden không đề cập cụ thể đến vụ việc, chỉ gọi các sự kiện của cuối tuần trước là mối đe dọa với chủ quyền Mỹ. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Joe Biden cho biết ông không tin rằng nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay hoặc năm tới. Đây là dự đoán chắc chắn nhất của ông chủ Nhà Trắng về số phận kinh tế Mỹ, vốn đang bị xáo trộn bởi những lo ngại trước nguy cơ về một cuộc suy thoái.